Xin chào mọi người, mình là Nón. Hôm qua là một ngày rất là tuyệt vời đối với mình ở Nam Cát Tiên. Thời tiết se lạnh nè, vì những cái cơn mưa râm bất chợt đổ ở đây. Thì đêm qua thì mình cũng no nê với cái món cháo gỏi vịt rồi. Về đến homestay là đẩy một giấc ngon lành tới sáng luôn. Thì cái trong video này á, thì mình sẽ dẫn mọi người đến khu rừng Nam Cát Tiên để tham quan. Rồi sau đó thì sẽ ghé qua ngôi làng có tên là Tà Lại để giới thiệu đến cho mọi người. Và lịch trình hôm nay sẽ là như vậy. Mọi người chờ xíu hen. Hi, xin chào mọi người, bây giờ là một buổi sáng sớm ở ngay trong rừng Nam Cát Tiên. Thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi qua vườn Nam Cát Tiên ngay bên kia sông để tham quan. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua trên đó. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua bên đó. Cái home của mình thì nó nằm ở trong đây nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi mòn cái con đường bê tông này để ra bên kia. Lịch trình hôm nay á, thì mình sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong vườn Nam Cát Tiên này để tham quan. Rồi sau đó thì sẽ đi qua bản làng Tà Lài. Xem thử là ở bên bản Tà Lài thì có gì đặc biệt để mình khám phá hay không. Thì bản Tà Lài thì cũng nằm gần đây thôi. Bây giờ thì tụi mình sẽ chờ cái chiếc xà lan á, chở xe đi qua bên kia. Xong rồi sẽ quành lại đây rồi đón tụi mình. Còn phía bên kia đó chính là cái cổng mà để đi vào rừng Nam Cát Tiên. Lúc đầu thì tụi mình tưởng là sẽ đi cái xà lan này. Nhưng ra thì tụi mình sẽ đi cái thuyền bên đây để đi qua bên kia. Mình vừa mới qua được vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Thì hiện tại bây giờ thì trời các bạn cũng sẽ thấy nè, nó hơi âm u một chút. Đó, hồi sáng thì nó vừa có một xíu nắng, nhưng mà bây giờ thì nó đã tạnh rồi. Đây là cái địa điểm mà tụi mình thuê xe đạp. Ở đây thì họ có để cái bảng giá để mình thuê xe nè. Tầm 1 tiếng nó sẽ là 30. Còn một buổi thì 4 giờ thì sẽ 100.000. Một ngày sẽ là 150. Đó. Tụi mình vừa mới thuê xe đạp và bây giờ thì sẽ đi tham quan xung quanh vườn Nam Cát Tiên này. Và cái con đường mà để mình đi á, thì nó cũng rất là ổn. Có nhiều chỗ thì nó hơi gồ ghề. Đấy, ở đây thì họ có xây cái con đường bê tông á để cho mình đi tham quan xung quanh khu rừng. Bây giờ thì cái địa điểm đầu tiên mà tụi mình muốn tới á, đó chính là cây tung đó. Một cái cỡ cây cũng rất là nổi tiếng ở đây. Rừng quốc gia Nam Cát Tiên này thì rất là rộng, nó rắp ranh tận 3 tỉnh là Đồng Nai nè, Long Đồng và Bình Phước. Nơi đây thì cũng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển cũng như là di sản thiên nhiên thế giới. Vì tại vì là trong đây thì có rất là nhiều động vật nè, cũng như là thực vật đa dạng và phong phú. Khi mà các bạn đến Nam Cát Tiên này á, thì cũng có rất là nhiều cái địa điểm cho các bạn tham quan. Như là cây tung nè, là cái địa điểm đầu tiên xíu nữa mà tụi mình tới. Thứ hai là thác Bến Cự, đó, gần Bến Cự chứ, thác Trời. Và một cái địa điểm đặc biệt đó là Bầu Sáu. Thì cái Bầu Sáu thì nó cách xa cái địa điểm cổng mình thì khoảng tầm 14 cây lận. Và mình nghĩ là hôm nay thì mình cũng không sẽ đến Bầu Sáu đâu. Tại vì mình có coi trên mạng rồi, thì cái địa điểm đó thì cũng không có gì đặc biệt cả. Nên thôi, mình sẽ đi vòng vòng những cái địa điểm gần đây để tham quan. Vào đây thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái không khí của nó rất là mát và trong lành.
ở đây có một cái con dốc nhỏ. Thì họ có xây cây cầu nè. Chắc là tầm vào mùa mưa thì nơi đây nó sẽ ngập nước. Sau một hồi thì tụi mình tới một cái địa điểm, đó chính là cây gỗ Bắc Đồng. Thì cái hướng đi thì sẽ đi vào bên trong cái khu rừng này. Hồi nãy thì đáng lẽ là tụi mình sẽ định đi qua cây tung đầu tiên, nhưng mà đi kiểu như là mình đi mà mình không để ý á, cái đi mòn mòn vô phía bên trong cũng qua cái địa điểm cây tung lúc nào cũng không hay. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi trở ngược lại. Thì giờ mình thấy cái địa điểm là cây gỗ Bắc Đồng á, thì mình vào đây cũng tham quan luôn, xem thử là cây gỗ Bắc Đồng nó như thế nào. Địa điểm chỉ dẫn thì đi vào bên đây, vào bên trong đây á, thì chỉ khoảng tầm 100 mét thôi. Ở đây thì họ có lót đường đá cho mình đi nè. Hey. Cuối cùng cũng đã tới cây Bắc Đồng. Wow, các bạn cũng sẽ thấy là cái thân của nó rất là to luôn. Ấy, cao nữa. Ở đây thì họ có một cái bảng giới thiệu sơ lược về cái loại cây này. Thì cây này thì thuộc loài gỗ đỏ nè. Thì chủ yếu phân bố là ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, là chủ yếu là các nước Đông Nam Á. Loại này thì chủ yếu là sản xuất đồ mộc cao cấp nè, sản phẩm điêu khắc chạm trổ. Chắc là cái gỗ, loại gỗ này cũng rất là quý hiếm ấy. Cây này thì có độ tuổi cũng 700 năm. Wow, 700 năm rồi. Ghê. Độ cao của nó thì hơn 30 mét. Ôi, nó cao tuốt ở trên kia luôn kìa. Mình đọc nhầm, hồi nãy mình gọi là cây gỗ, thực ra nó là cây gõ. Cái loại cây này tại sao được đặt là cây gõ Bắc Đồng? Tại vì là hồi xưa thì cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến đây và tham quan cái loại cây này, đem ra những cái lời khuyên về bảo vệ và công tác rừng nè, để kỷ niệm cũng như là nhắn nhủ đến với những người bảo vệ rừng ở đây. Nên Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên đã đặt tên cho loại cây này là theo tên của bác luôn, là cây gõ Bắc Đồng. Ở trên bản đồ thì nó chỉ là gần địa điểm này là có một cái thác Bến Cự. Chắc mình nghĩ đây là ở gần Bến Cự chứ. Thì mình nghĩ là chắc ở bên trong đây là cái con đường để đi ra gần Bến Cự. Cũng cách cái chỗ mà cái cổng thì khoảng tầm một cây rưỡi gì đó. Đi thì mình bắt gặp cái loại cây này nhiều nè. Chiêu liêu nghệ nè. Đấy. Ôi, thường nó cũng cao á, cao tuốt trên kia luôn. Nãy giờ tụi mình đi á thì đi hoài mà chưa thấy cái đích đến, nên thôi tụi mình sẽ vòng lại. Bây giờ đang đổ dốc thì hồi nãy giờ đạp lên á nó rất là mệt. Đổ dốc xuống thì nó đỡ hơn, nhưng mà điều nó hơi tưng. Ê mong quá. Nãy giờ đi một hồi thì tụi mình cũng đã tới địa điểm là cây tung cổ thụ. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong đây để tham quan. Đấy, đây là cái biển chỉ dẫn nè. Bên trong đây thì sẽ có là cây tung cổ thụ, bằng lăng năm ngọn và cây thiên tuế. Thì đây là cái lối mà để cho mình đi vào bên trong cây tung cổ thụ nè. Cấm vào từ 4 giờ đến 7 giờ 30. Sao vậy? Vô lấy, ăn thịt mấy bạn. Bạn bớt xàm đi. Ôi, ở đây kiến quá trời luôn kìa. Ôi, tranh thủ đi. Kiến nhiều lắm. Thì vòng quanh cái con đường này á, thì sẽ có những cái
điểm để cho các bạn tham quan như là cái cung cổ thụ nè, cây thiên tuế, với lại một cái cây gì nữa hồi nãy mình quên rồi ta. Wow, mọi người cũng thấy nè, quá, cái tung nó to ghê luôn á. Cái điểm đầu tiên mà mình nhìn thấy nó chính là cái bộ rễ đó nè. Rồi nó tròn lên trên mặt đất luôn. Các bạn cũng thấy cái bảng rễ của nó nè. Ui. Cao ha. Từ đây mình nghĩ cái bảng rễ của nó là cũng phải cao 1,5 m á. Đấy, nó chảy dài từ đây nè, luồn ra tuốt ngoài bên kia luôn. Đấy. Phía sau mình đây đó chính là cây tung cổ thụ. Cái thụ này thì có tuổi đời cũng hơn 400 năm rồi. Và cái điểm đặc biệt của loại cây này đó chính là cái bộ rễ. Các bạn cũng thấy nè, bộ rễ của nó rất là to luôn. Đấy. Và các bạn cũng thấy nè, nó cao tuốt lận trên kia kìa. Đó. Người ta nói đây ví như là con thằng lằn sắm, mà mình cũng chưa hình dung được là con thằng lằn sắm nó như thế nào nữa. Vấn đề muôn thuở khi mình đến những cái khu du lịch hay là những cái di tích lịch sử thì hầu hết mình thấy những cái tình trạng như là khắc tên trên các hiện vật. Thì cây tung này thì cũng không phải là ngoại lệ. Cái gì mà càng nổi tiếng á thì càng được nhiều người biết đến. Mà càng được nhiều người biết đến á thì cái lượng hình xăm trên mình càng nhiều. Mình không biết là những cái hình xăm này đã có từ bao lâu rồi và cái tình trạng này thì vẫn còn tiếp diễn hay không. Nhưng mà mình mong á là trong tương lai á thì mọi người nên có một cái gì đó ý thức hơn về cái vấn đề này, cũng như là cái việc xả rác bừa bãi sẽ không còn nữa, để thể hiện mình là một du khách đi du lịch chứ không phải là một kẻ phá hoại để đi du lịch. Bây giờ thì mình sẽ đạp xe lại về khu trung tâm của Nam Cát Tiên. Rồi sau đó thì mình sẽ đi qua bên kia để dẫn mọi người đến một ngôi làng dân tộc để tìm hiểu thêm về nét văn hóa cũng như là người dân tộc bản địa ở đây. Vậy ha. Hi, xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngôi làng Ta Lai. Thì bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong đây để tham quan. Để đi lên ngôi làng Ta Lai á, thì các bạn sẽ đi theo cái con đường bậc thang ở đây. Không biết là ở trên đây có người hay không. Làng Ta Lai hay còn gọi là Longhouse, đây là một cái mô hình du lịch theo hướng cộng đồng thuộc xã Ta Lai, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Trước mặt các bạn đây đó là chị Ca Hương. Ca Hương là chị là người dân tộc Mạ, là chị cũng là người quản lý ở cái khu này. Làng Ta Lai thì còn được mọi người biết đến là một cái khu nghỉ dưỡng rất là độc đáo. Tại vì ở đây thì họ dựng lên những cái ngôi nhà. Đây các bạn cũng thấy phía sau mình nè, là một cái ngôi nhà dài, họ thiết kế theo nguyên bản luôn, cái ngôi nhà dài truyền thống của người dân tộc Mạ. Hồi nãy thì chị Ca Hương có nói á, thì ở đây gồm có 3 dân tộc sinh sống, đó là dân tộc Mạ nè, dân tộc Tày và dân tộc Tiên. Thì dân tộc Mạ với dân tộc
tiên á thì đã sống ở đây lâu rồi. Khoảng năm 1957 á thì người Tày ở ngoài Bắc á mới bắt đầu du nhập vào đây. Và trên cái con đường mà để mình đi từ phía Nam Cát Tiên đi qua bên làng Tà Lài này á thì có đi qua một cái xã chủ yếu là ba dân tộc đó sinh sống. Ở đây thì sẽ có một cái bộ bàn ghế nè, nhìn thẳng ra cái view bên đây. Đây là nơi được thành lập từ quỹ của WWF, là một cái quỹ mà hỗ trợ cộng đồng địa phương. Khi mà họ xây dựng xong cái những cái ngôi nhà dài ở đây thì họ sẽ bàn giao cho người dân địa phương quản lý. Và chi phí mà để các bạn ở đây một ngày là mất 450.000. Họ sẽ trích 150.000 đó vào cái quỹ hỗ trợ phát triển địa phương, giống như là về văn hóa này, cũng như là giáo dục và là an sinh xã hội. Mình thấy đây là một cái mô hình rất là có ý nghĩa, nhằm để bảo tồn này, cũng như là lưu giữ lại những cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc ở nơi đây. Còn những cái ngôi nhà ở đây thì chủ yếu là cho du khách ở lại nè. Đấy, bên kia một ngôi nhà dài, bên đây một ngôi nhà dài nữa. Cho đây là phòng riêng. Đây là cái gian nhà trung tâm nè, để cho mọi người đến giao lưu với nhau. Đấy. Không gian ở đây rất là thoáng và mát. Mấy ngày nay mình đi thì trời nó âm âm u á, nên cái màu lên nó cũng không đẹp. Ngôi làng Tà Lài thì nằm ngay trên cái ngọn đồi, bao bọc xung quanh bởi cây cối, nên khi các bạn tới đây các bạn cảm nhận được chứ cái không khí rất là trong lành nè, cũng như là tách biệt hẳn với cái thế giới bên ngoài luôn. Thì mình sẽ về lại thành phố và cảm ơn mọi người đã nhớ và xem cái video này của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ. Vậy ha. Xin chào mọi người.